Ngày 17 tháng 6, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo, gồm dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Dự thảo phối hợp giữa ủy ban kiểm tra huyện ủy với thanh tra huyện, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Dự thảo công tác thu chi ngân sách, báo cáo tình hình xây dựng cơ bản, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác xây dựng nông thôn mới. Sự thảo kế hoạch thực hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tờ trình về đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông, đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tờ trình về điều chỉnh phương án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học của các trường trên địa bàn huyện. Cùng với đó là các báo cáo tờ trình quan trọng khác sau khi nghe thông qua các báo cáo các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào từng nội dung trình tại phiên họp theo đó ban thường vụ huyện ủy sẽ thống nhất quyết nghị thông qua và chỉ đạo để sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới